Chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi đợt 1 năm 2024 trên địa bàn tỉnh được diễn ra từ ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Mục tiêu đặt ra của chiến dịch là 98% trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao. Theo đó, toàn tỉnh có gần 60.000 trẻ được uống vitamin A đợt này, trong đó trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi hơn 52.000 trẻ. Mục tiêu đặt ra của chiến dịch là đạt từ 98% trở lên trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi có mặt tại địa phương đều được uống vitamin A liều cao. 100% quyện xã tổ chức chiến dịch tuyên truyền về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em và bà mẹ như vitamin A, sắc iốt, tuyên truyền 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý trên các thông tin đại chúng đạt từ 98% trở lên trẻ em dưới 5 tuổi được cân đo. Cùng với chiến dịch bổ sung vitamin vitamin A cho trẻ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức bổ sung viên đa vi chất cho phụ nữ mang thai tại xã Phước Chính Đông của huyện Cần Chuột với số lượng 3.600 viên.